Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin hãy kính chào tất cả quý con gái Chúa trong tình yêu của Ngài. Thật là tuyệt vời khi chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa. Không có gì cảm thấy sung sướng hơn, phước hạnh hơn khi chúng ta ở trong sự hiện diện thánh của Ngài. Cuộc đời chúng ta có ý nghĩa thật khi chúng ta được Chúa sử dụng, được Chúa dùng và Chúa giao cho chúng ta những cái công việc mà bình thường chúng ta làm không được, nhưng mà bởi sức của Chúa, Ngài đã giúp cho chúng ta làm được những điều đó. Để cho mỗi người trong chúng ta thấy được rằng ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng không phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Chúa có thể làm trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Chúng ta thấy rằng những con người mà được Chúa sử dụng, bây giờ thì chúng ta thấy cái kết quả lớn lao. Nhưng mà chúng ta biết rằng trải qua nhiều cuộc đời của họ, đã thấy những cái sự khó khăn thử thách. Và hôm nay tôi muốn hỏi quý vị là bao nhiêu người trong chúng ta khao khát mình được sự sức giàu? Bao nhiêu người trong chúng ta khao khát được Chúa sử dụng giống như những người mà chúng ta đã từng thấy? Amen. Sứ điệp hôm nay tôi muốn chia sẻ cho quý vị là đeo đuổi sự sức giàu. Amen. Hay là đeo đuổi theo thầy của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta cùng xem lời của Chúa trong Các Vua thứ nhì đoạn thứ hai. Chúng ta xem lời Đức Chúa Trời trong sách Các Vua thứ nhì đoạn thứ hai. Chúng ta đọc với nhau từ câu 1 cho đến câu số 12. Trân trọng kính mời Hội Thánh đứng lên. Tôi đọc câu lẽ và xin kính mời Hội Thánh đọc câu chẳng. Sách các vua thứ nhì đoạn 2 bắt đầu câu 1 như sau. Đức Giê-hô-va muốn đem Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc. Eli và Elise ở Gilgal đi ra. Eli nói với Elise rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đem lên trên lên. Elise thưa với người rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va ban sống và chỉ ngàn sống say và ngày rằng: Tôi chẳng thể lìa khỏi thầy. Như vậy hai người đi xuống mê lên. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Bethel đến nói với Elise rằng: Anh có biết ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cấp thầy của anh khỏi anh chăng? Người đáp: Phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Jericho đến gần Elise nói với người rằng: Anh có biết ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cấp thầy anh của anh lên khỏi anh chăng? Người đáp: Phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa đối ngang Giô-đan, còn Eli và Elise đứng tại trên mé sông. Eli bèn lấy áo cơ mình bú lại, đặt trên đường, người bèn vẽ hai bên lên, và hai người đều đi ngang qua trên trắng hồ. Khi đi qua rồi, Elise nói với Elise rằng: Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng: Nguyện xin thần của thầy cảm động tôi bội phần. Eli nói với người rằng: Người cầu xin không có, song nếu người thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ta sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được. Hai người cứ
vừa đi vừa nói với nhau: kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Amen. Chúng ta cảm tạ Chúa. Chúng ta đọc chung với nhau câu số 12 một lần nữa nha. 2 và Elise, cha ơi, cha tôi ơi, là xe và thực kỷ của Israel. Đoàn Elise không còn thấy người nữa. Rồi người nắm áo mình xé ra làm hai mảnh. Thấy một lần nữa. 2 và Elise nhìn thấy, bèn la lên rằng: cha tôi ơi, cha tôi ơi, là xe và lính kỵ của Israel. Đoàn Elise không còn thấy người nữa. Rồi người nắm đất sẽ làm hai mảnh. Xin kính mời họ thánh cùng ngồi. Đeo đuổi sự sức giàu, hay là đeo đuổi thầy của mình? Đây là cái sứ điệp mà tôi muốn khích lệ mỗi người trong chúng ta. Hồi nãy cô Mỹ Hiền đã cầu nguyện, Đức Chúa Trời của người Mỹ cũng là Đức Chúa Trời của người Việt Nam. Amen. Đức Chúa Trời của ông Ranh Họp Bánh Ký cũng là Đức Chúa Trời của mỗi người trong chúng ta. Amen. Amen. Và Đức Chúa Trời của Billy Graham cũng là Đức Chúa Trời của mỗi người trong chúng ta. Và chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu Ngài bảo rằng: kẻ đến cùng ta không bỏ ra ngoài đâu. Đối với Chúa, Ngài không phân biệt người Việt Nam hay là người Mỹ, người Hàn Quốc hay là người Nhật Bản. Nhưng mà bất cứ người nào có sự khao khát, Chúa có thể làm thành cho con người đó. Trước đây thì chúng ta nghe những cái sự sức giàu chỉ diễn ra những nước ở bên phương Tây. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy rằng Chúa cũng đã dùng ông Chô Dân Ghi. Ông Chô Dân Ghi là người đó, phải là phương Tây đó đúng không? Ông cũng là người châu Á, ông cũng là người bệnh hoạn, ông cũng là người theo thờ cúng hình tượng, ông cũng là người bình thường, là người xứ sở Kim Chi mà thôi. Nhưng mà ông đã khao khát, Chúa đã làm điều đó trên ông Chô Dân Ghi. Thì tôi cũng tin chắc rằng Chúa có thể sử dụng một người nào đó trong quý vị để kinh nghiệm sự lớn lao từ Đức Chúa Trời. Ở trong vòng nhóm này thì có một người trước đây, thì cách đây mấy chục năm, thì thấy bà Cho Mê Ơ, một những người giảng ở trên chương trình phụ nữ đó, rất là khao khát trong chương trình iSoul. Và người đó là nói nào: con khao khát đến một ngày nào đó con cũng giảng và trên TV như vậy mà có hàng trăm hàng ngàn người coi. Người đó đã được ứng nghiệm qua cô Mỹ Hiền rồi. Anh em chị em, vừa rồi chúng tôi đi đại hội từ ở dưới Cà Mau, chúng tôi đi ra bên An Rê, chúng tôi đi lên trên những chương trình đại hội trên Hóc Môn. Nhiều người đó là lần đầu tiên gặp thầy cô, nhưng mà chúng tôi nghe thầy cô giảng rất là nhiều. Điều này tôi muốn nhắn nhủ mọi người trong chúng ta, hãy học tinh thần của sự kiên nhẫn. Bởi vì sao? Đức Chúa Trời không chỉ kêu gọi chúng ta để chúng ta được cứu, nhưng Ngài muốn dùng chúng ta trở thành nguồn phước cho người khác. Ngài không muốn chúng ta chỉ là xích giàu ở cấp độ 1. Tại vì chúng tôi ăn mì cấp độ mấy quý vị biết không? 7 cấp độ, nhưng mà chúng tôi chỉ ăn cấp độ 1 mà thôi. Cấp độ 1 là muốn ra nước mắt rồi đúng không? Nhưng mà chỉ người nào can đảm lắm mới ăn tới cấp độ 7 mà thôi, không mấy người đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng về mì cay thì chúng ta giới hạn, nhưng về quyền năng của Chúa, hãy nói người bên cạnh: đừng giới hạn, đừng giới hạn quyền năng của Chúa, đừng giới hạn quyền năng của Chúa. Có thể là qua cái đại hội vừa rồi, Salom đã lên được cấp độ 2 rồi đó. Amen anh chị em. Dù chúng ta đã lên được cấp độ 2 rồi, không còn bị la đàn nữa đúng không? Và tôi cảm nhận được một số người họ nhìn tôi với một cặp mắt khác nữa rồi. Họ không còn khinh thường mình là phong lé, phong lùn, phong hô nữa. Họ không còn dám lẻ tẻ nữa. Nhưng mà họ thấy được quyền năng của Chúa. Bởi vì sao? Có sự cưu mang và có sự đeo bám. Amen. Thì ông Elise đó, ông này là người chuyên gia chỉ đi làm ăn. Ông có 12 đôi bò, chỉ biết cày ruộng làm ăn mà thôi. Nhưng mà bây giờ Chúa kêu gọi ông Eli đến cầu nguyện sức giàu và sử dụng ông, và ông đốt bừa, ông sẽ cày và ông làm thịt bò, ông đãi, và ông đã đi theo Eli.
và ông thấy những dấu kỳ phép lạ của Elise là thầy của mình làm á, và trong lòng của ông muốn là gì? Con cũng muốn có sự sức giàu đó. Bao nhiêu người trong chúng ta nhìn xem những công việc Chúa Giêsu làm đó là con cũng muốn có sự sức giàu đó. Bao nhiêu người trong chúng ta thấy đầy tớ của Chúa là một sư quỳnh của Khánh đã làm những công việc lạ lùng mấy ngày qua, chúng ta nói là Chúa ơi, con cũng muốn có sự sức giàu đó. Amen anh chị em. Và Chúa đã làm một cách lạ lùng, và mình thấy rằng Elise muốn được sự sức giàu, ông cần phải có ba bước sau. Muốn có sự sức giàu của Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng câu số 1 tôi đọc cho quý vị nghe trong sách Các Vua thứ nhì đoạn 2. Khi Đức Giê-hô-va muốn đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Elise ở Gilgal đi ra. Eli nói với Elise rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Bê-tên." Elise thưa với người rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống của thầy và thề rằng tôi chẳng lìa khỏi thầy." Như vậy hai người đi xuống Bê-tên. Muốn được sự sức giàu, muốn nhận lãnh được quyền năng, việc đầu tiên là họ cần phải ra khỏi Gilgal. Chúng ta nói người bên cạnh, muốn được sự sức giàu hãy ra khỏi Gilgal. Hãy ra khỏi Gilgal. Nhưng mà bây giờ tôi nói Gilgal, quý vị biết Gilgal là gì? Chúng ta cùng xem sách Giô-suê đoạn 5 câu số 9 thì quý vị sẽ hiểu tôi muốn nói Gilgal là gì. Giô-suê đoạn 5 câu số 9. Nếu toàn thắng được thì lên chiếu những cái câu kinh thánh mà bà sẽ đọc. Giô-suê đoạn 5 câu số 9. Chúng ta có và chúng ta đọc chung 2-3. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: "Ngày nay ta đã cắt khỏi các ngươi những sự xấu hổ của xứ Ai Cập." Chúng ta cùng nói là Chúa sẽ cắt con sự xấu hổ của Ai Cập. Nó mạnh lên: "Chúa sẽ cắt con ra khỏi sự xấu hổ của Ai Cập." Nên người ta gọi chỗ đó là Gilgal cho đến ngày nay. Cái chữ Gilgal quý vị thấy ở trên có cái chữ A không? Cái dấu chua không? Và quý vị đọc ở dưới Gilgal là gì? Lăng tròn. Elise muốn được sự sức giàu của Eli thì việc đầu tiên là Elise phải nhờ ơn Chúa mà ra khỏi Gilgal, hay là ra khỏi dòng tròn, ra khỏi dòng lẩn quẩn Gilgal của sự ganh tị, ganh tị, ganh ghét, ganh tất cả những ganh gì mà xấu xí đó. Nhờ ơn Chúa chúng ta cần phải ra khỏi những Gilgal đó. Amen. Có người nào mà muốn được sự sức giàu của Chúa mà nhìn người nào cũng ganh tị, nhìn người nào cũng ganh ghét, nhìn người nào cũng ganh đố xấu xa, thì người đó có thể nào tràn ngập được Đức Thánh Linh không? Muốn có được tràn ngập Đức Thánh Linh thì lòng chúng ta phải xử lý, phải ra khỏi Gilgal. Hãy nhìn người bên cạnh, nó là nhờ ơn Chúa bạn và tôi phải ra khỏi Gilgal. Nhờ ơn Chúa tôi và bạn cần phải bước ra khỏi Gilgal. Những cái dòng lẩn quẩn của những cái chuyện nho nhỏ hơn thua, những cái sự mà ganh tị xấu xa cần phải được cắt ra khỏi tôi và anh chị em. Nhiều người có những cái sự ganh, cái sự ganh ganh khác nhau. Có những người nằm trong sự ganh ganh là gì? Muốn đi hầu về Chúa mà có bị thiếu thốn hoài, không đủ tiền để đổ xăng để mà đi, không đủ tiền để trả tiền nhà. Cái dòng lẩn quẩn làm cho chúng ta bị trói buộc. Thì nhớ danh Chúa Giêsu ngay trong giờ này, tôi cầu nguyện tất cả ganh ganh đã phải lui ra khỏi anh chị em. Amen anh chị em. Những cái ganh ganh nào mà nó trói buộc tôi và anh chị em, hãy nhờ ơn Chúa bước ra khỏi để chúng ta được tự do đến bề tên với Chúa. Amen. Trong khi tôi chia sẻ thì Chúa nhắc cho tôi rằng, nhưng ngược lại thì có một số người nằm trong cái sự ganh ganh của tội lỗi, đúng không? Muốn đi với Chúa, muốn kinh nghiệm quyền năng của Chúa mà vẫn còn sống trong tội lỗi, không thể nào vừa đầy dẫy Đức Thánh Linh mà vừa đầy dẫy xác thịt của sự ham muốn tội lỗi anh chị. Nói tới đây bà con bắt đầu yên lặng rồi. Bà con muốn yên lặng rồi.
Nhưng một lần nữa tôi nói anh chị em rằng, muốn được đầy dạy Đức Thánh Linh phải xử lý xác thịt của mình. Amen. Phải ra khỏi kinh gần. Tôi nói về ra khỏi sự khó khăn tài chánh, tôi thấy bà con amen mạnh lắm. Tôi nói là ra khỏi ghinh ganh của sự bệnh tật, ghinh ganh của những cái sự mà trói buộc trong sự đau khổ. Hãy ra, bà con amen lắm. Mà tôi nói là ra khỏi ghinh ganh của tội lỗi, tôi muốn nghe từ amen. Amen. Hallelujah. 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 Có những cái ghinh ganh khác nhau, mà có sao thì tôi nói vậy. Cái sự ghinh ganh của sự mặc cảm và tự ti. Bởi vì hơn 5 năm về trước, tôi có một giấc mơ là tôi sẽ đi ra sân bay và tôi đón đệ tử của Chúa. Và lúc bây giờ tôi kể cho vợ tôi nghe, thì vợ tôi nói là mình mơ quá anh ơi. Làm sao mà mình có thể đủ cái thẩm quyền, đủ cái uy tín, đủ cái sức nào mà để mà đón những cái người tầm cỡ trên thế giới như vậy. Đúng không anh chị em? Trong đầu hai vợ chồng tôi đi ra sân bay đón bây giờ, tưởng là sẽ có nhiều mục sư sẽ đón lắm. Nhưng cuối cùng anh Thiền Dũng á, anh nói là để cho mục sư Phong đón mà thôi. Mọi chuyện gì cứ liên lạc với vợ chồng mục sư Phong. Tại vì chính anh đã về để ở, và chúng tôi cũng đến nhà anh ở. Anh biết tính nét của chúng tôi như thế nào và thái độ chúng tôi ra làm sao. Và anh hoàn toàn giao cho chúng tôi có trách nhiệm đón đầy tớ của Chúa đưa về khách sạn và lên mọi chương trình từ Cà Mau cho đến Hóc Môn lẫn qua tớ ở bên Hà Rền. Và người ta nói là một sư chạy xe giỏi quá. Người đó một sư chạy mấy chục năm rồi. Người hỏi một sư chạy bảy, tôi hỏi anh John, theo con thì một sư chạy khoảng được bao lâu? Hắn cho một sư chạy cái này ít nhất là 7 năm rồi một sư. Hallelujah. Nhưng mà đây là bí mật. Nếu người ta biết tôi mới chạy được 3 tháng, người ta không dám cho đâu. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã sức giàu, amen. Và chúng tôi đã đốn đưa và tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi nói với anh chị em rằng Chúa cũng muốn chúng ta ra khỏi chỗ mặc cảm và tự ti. Amen. Hãy ra khỏi chỗ mặc cảm và tự ti. Amen. Nếu anh chị em và tôi cứ ở trong chỗ mặc cảm tự ti, chúng ta không dám làm việc lớn cho Chúa. Amen. Những người ở trong mặc cảm tự ti là không dám có những ước mơ lớn cho Chúa. Amen. Thì thôi tổng hội họ bây giờ họ đang nghỉ được 3 năm rồi, sướng lắm mà. Ở nhà cứ mở cái Zoom ra cầu nguyện thì mình cũng cầu nguyện vậy thôi. Mắc mới cho mình đứng lên mình làm chương trình chỉ cho mình tốn cái này. Anh chị em mình làm tốn dữ lắm nha anh chị. Tốn lắm đó nha. Dẫn đi là dữ lắm. Nhưng mà tạ ơn Chúa. Hãy biết rằng Đức Chúa Trời là đáng lo liệu. Tôi cảm ơn Chúa. Thầy Quân biết được đó cho nên thầy Quân hallelujah với tôi đã mẹ ra Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Xin Chúa ngài ban phước lại cho mỗi người trong chúng ta. Biết được rằng là Đức Chúa Trời ngài muốn chúng ta gieo hạt giống vào chỗ mảnh đất tốt. Amen. Amen anh chị em. Amen. Nhưng mà rồi Đức Chúa Trời là đấng không bao giờ để cho chúng ta bị thiệt thòi. Vì lý do đó một lần nữa tôi nói với anh chị em rằng trong đời sống của tôi và anh chị em, cái chỗ nào gọi là ghinh ganh của sự mặc cảm tự ti, hãy ra khỏi chỗ đó. Amen. Hãy tin rằng Đức Chúa Giêsu là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời, ngài không bao giờ thay đổi. Amen. Hãy tin chắc rằng ai tin Chúa Giêsu thì cũng làm việc Chúa làm và làm những việc lớn hơn nữa. Amen. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Amen. Làm lớn hơn nữa. Sẽ không còn được gọi là phong chân bò nữa, nhưng mà phải gọi là phong chân chiên cũng phải chứ. Amen. Có một người đó họ nói là ông kể ông phong này phong kia, nhưng mà tôi thấy rằng trong ông có một cái phong nữa mà ông cần phải nói ra. Tôi hỏi là phong gì anh Tâm? Ông bảo là phong lưu. Phong lưu có nghĩa là gì? Dám phiêu lưu với Chúa. Nhỏ mà dám mơ cao. Dám ước mơ cao. Và tạ ơn Chúa, ước mơ đâu tốn tiền đâu anh chị em. Elise ước mơ sự sức giàu gấp bội phần, đúng không? Amen. Người ta nói ông ngày xưa ông là người là gì? Ông chăn 12 đôi bò. Elise cũng là người chăn bò đó, là đi cày ruộng đó, đúng không? Nhưng mà sao? Ông có ước mơ với Chúa. Amen. Ông khao khát rằng ông Eli, ông đầy giấy quyền năng, ông gọi lửa từ trời giáng xuống thiêu của lễ, rồi diệt tiên tri ba anh đắc cà tê, rồi cầu nguyện Chúa cho mưa. Và cũng như là Elise đầy quyền năng, mà Elise muốn là gì?
Tôi muốn sự sức giàu gấp hơn thầy, gấp đôi thầy luôn. Đây là một số nữ thần kiêu ngạo rồi. Kiêu ngạo rồi. Tôi ví dụ, tôi bây giờ tôi nói Chúa ơi, xin Chúa ngài cho con có sự sức giàu gấp đôi một sư phụ. Nó rồi, phòng kiêu ngạo rồi, phòng kiêu ngạo rồi. Nó nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà một lần nữa, mẫu người trong chúng ta là không so sánh con người, nhưng mà chúng ta khao khát là Chúa ơi, ngài sức giàu cho người đó, thì xin Chúa ngài làm cho thế hệ sau phải hơn thế hệ trước. Tôi cầu nguyện cho trong hội thánh Salon này sẽ có những người trẻ đứng lên hầu về Chúa, kết quả hơn hai vợ chồng của tôi. Tôi cầu nguyện cho nhóm Di Rê, tôi cầu nguyện cho nhóm Rafa, nhóm DC hay là nhóm Phục Hưng Giáo, nơi quý vị nhóm gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 10 cái Salon tôi cũng khỏe nữa. Amen. Đừng giới hạn. Tôi nói cầu nguyện trên đốc môn và chúng cho cái chủ đề là đừng giới hạn. Chúng ta nói người bên cạnh là đừng giới hạn Chúa. Đừng giới hạn Chúa. Hay là không giới hạn. Không giới hạn. Phải ra khỏi những cái ginh ganh ngay trong giờ này. Mỗi một người trong chúng ta có một cái ginh ganh mà chính chúng ta biết người khác không biết đâu. Đúng không anh chị em? Và cái ginh ganh đó là cái chính làm cho cản trở, không đưa chúng ta đến trong sự hiện diện của Chúa được. Cho nên phải nhờ ơn Chúa ngay trong giờ này. Tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta hãy ra khỏi ginh ganh, ra khỏi dòng luẩn quẩn, ra khỏi những sự mặc cảm tự ti, ra khỏi tất cả những sự ganh tị, ra khỏi tất cả những sự nợ nần, ra khỏi những bệnh tật, và hãy đi đến kinh nghiệm quyền năng của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của con gà không? Và con chim đại bàng không? Con chim đại bàng con, nó tư tưởng của nó là gì? Nó là con gà, nó ăn thức ăn của gà, tư tưởng nó như một con gà, nó sống như một con gà, nhưng mà thật ra nó là đại bàng. Đầu đại bàng, chân đại bàng, cánh đại bàng, cũng như lông đại bàng, cái mình đại bàng, cái gì cũng đại bàng, mà tư tưởng là con gà. Và muốn tung cánh bay lên thì cái tư tưởng nó phải thoát ra khỏi con gà, và nó phải nhớ rằng nó là đại bàng chứ không phải là con gà. Thì ngay trong giờ này chúng ta cần phải nhớ là chúng ta là thuộc về Chúa Giêsu, mình là đại bàng Chúa Giêsu, mình không phải là con gà của trần thế này. Hãy nói người bên cạnh là bạn là đại bàng của Chúa Giêsu. Bạn là đại bàng của Chúa Giêsu. Bạn là đại bàng của Chúa Giêsu. Bạn không phải là con gà của trần gian này. Amen. À, nói người bên cạnh, tôi là đại bàng. Tôi là đại bàng của Chúa Giêsu. Ai đã mua chuộc chúng ta rồi? Chúng ta thuộc về ai? Ai sống trong chúng ta? Ai có một chương trình cho chúng ta? Cuối cùng chúng ta sẽ ở với ai? Thì mình thuộc về Chúa Giêsu. Amen. Cho nên nhờ ơn Chúa chúng ta cần phải thoát ra khỏi tư tưởng của con gà, hãy mặc lấy tư tưởng của đại bàng. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Bởi vì sao? Nếu chúng ta không cẩn thận á, cái ginh ganh nó sẽ trói buộc mọi người trong chúng ta. Chúng ta cần ra khỏi ginh ganh một cái nữa. Chúng ta cùng mở với tôi trong sách Mác đoạn thứ 16. Kinh thánh rất là quen thuộc. Nếu bạn toàn thắng có thì mở lên cho mọi người cùng nhìn lên. Sách Mác đoạn thứ 16. Amen. Sách Mác đoạn thứ 16. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời ở trong câu số 17. Câu 16 và 17 nè. Chúng ta cùng đọc là sách Mác đoạn 16, câu 16 và 17. 2, 3. Ai tin và chịu phép báp têm thì sẽ được rỗi. Những kẻ tin sẽ bị đốn phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi đò cũng chẳng hay gì. Thể đặt tay trên cái đau thì kẻ đau được lành. Rồi, quý vị nghe tôi phân tích chỗ này chút xíu trước khi chúng ta đi vào là công bố nha. Bao nhiêu người tin chắc rằng đây là lời của Đức Chúa Trời? Amen. Bao nhiêu người tin chắc rằng cỏ có hoa rồi mà lời Đức Chúa Trời còn đến đời đời? Amen. Như vậy trong sách Mác thì câu 15 đó là ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Chúng ta tin câu thánh này không? Amen. Có tin câu thánh này không? Amen. Và những người bên truyền thống họ có tin câu thánh này không? Có.
Làm, đúng không? Làm. Tin rằng đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, là mọi người cùng làm. Và điều đó ngày xưa, ngày hôm nay vẫn còn. Amen anh chị em. Rồi câu số 16. Ai tin và chịu pháp báp têm thì sẽ được rỗi, được cứu rỗi. Chúng ta có tin vào điều này không? Amen. Người truyền thống họ có tin vào điều này không? Dạ. Tin, đúng không? Ngày xưa có không? Có. Ngày hôm nay vẫn còn ứng nghiệm không? Có. Vẫn còn ứng nghiệm. Rồi, chưa hết. Rồi. Nhưng những ai không tin thì sẽ bị đổ phạt. Họ có tin vào điều này không? Có. Chúng ta có tin vào điều này không? Có. Ai tin Chúa thì được cứu, và ai không tin thì bị đổ phạt. Cái này mọi người cùng tin. Ngày xưa sao thì bây giờ cũng vậy. Amen. Đúng không? Amen. Đây là lời kinh thánh mà. Amen. Nhưng mà rồi đây. Chỗ này cần phải ra khỏi kinh thánh chỗ này nè. Câu số 17. Vậy những cái tin sẽ được các dấu lạ này. Quý vị có tin không? Amen. Vậy những cái tin thì sẽ được các dấu lạ này. Amen. Vậy những cái tin thì sẽ được các dấu lạ này. Amen. Nhưng mà có phải là tất cả mọi người cùng tin không? À. Có người tin vào vẫn còn làm phép lạ. Có những người không tin là ngày hôm nay Chúa vẫn còn làm phép lạ. Đúng không anh chị em? Thậm chí có một số người giảng bảo là ngày hôm nay Chúa không còn làm phép lạ. Nhưng tôi nói anh chị em là hai ngày qua đó là phép lạ của tôi đó. Amen không? Tôi chạy xe mà tôi chở đầy tớ của Chúa đi khắp nơi đó đây, đi về tới Cà Mau, đi tùm lum la, đó là phép lạ của tôi đó. Amen anh chị em. Sự kiện được xảy ra như vậy đó là phép lạ đó. Amen. Những con người được đụng chạm, kết nối từ Bắc chí Nam, từ các mục sư, đó là phép lạ đó anh chị em. Amen. Đủ tài chánh để chi phí trong mấy ngày này cũng là phép lạ đó. Amen. Hallelujah. Amen. Cho nên chúng ta biết rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ. Nói người bên cạnh, Chúa vẫn còn làm phép lạ. Chúa vẫn còn làm phép lạ. Chúa vẫn còn làm phép lạ. Hallelujah. Chưa hết. Vậy những cái tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ. Đó. Lấy danh của Chúa mà trừ quỷ. Amen. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng ta đã thấy kinh nghiệm công việc ở Cà Mau. Nhiều con quỷ đã la lên hét ra và ra khỏi người ta. Vợ chồng tôi đã kinh nghiệm quấn 20 con quỷ vô một con người. Mà quý vị biết nó la, nó hét, nó quầy. Và tạ ơn Chúa, khi sự hiện diện của Chúa thì quỷ phải xuất lực. Amen. Và kinh thánh bảo là gì? Lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói. Amen. Rồi, thấy yên lặng rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Đi giảng tin lành thì đúng rồi, kinh thánh giảng tin lành. Rồi tin được cứu, đúng rồi, tin được cứu. Không tin thì bị đóng phạt, đúng rồi. Nhưng mà dùng tiếng mới mà nói không đúng. À. Như vậy chúng ta khôn hơn Đức Chúa Trời hả? À. Như vậy bao nhiêu người tin chắc là khi chúng ta tin Chúa, Chúa vẫn cho chúng ta có ngôn ngữ mới. Tôi đang khích lệ mỗi người trong chúng ta, hãy ra khỏi kinh ganh của sự lý trí. Hãy tin rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ. Hãy tin chắc rằng Chúa vẫn còn làm phép lạ. Việc bứa quý, việc chữa lành vẫn còn đến ngày hôm nay. Hãy tin vào điều đó. Amen. Rồi gì nữa chưa hết? Rồi gì? Bắt rắn ở trong tay, nếu uống giống với độc, lỡ uống giống với độc cũng chẳng hay gì. Hãy đặt tay lên cái đao thì cái đao sẽ được lành. Chúng ta bây giờ chúng ta cùng đọc với tôi, thay vì chứ chỗ mà nói về người này người kia thì mình đặt tên của mình vô. Ví dụ như tôi đọc nha, vậy những cái tin sẽ được các dấu lạ này. Như vậy là những người tin thì kinh nghiệm dấu kỳ phép lạ của Chúa. Chứ câu kinh thánh này không dành riêng cho mục sư, nhưng mà câu kinh thánh này dành cho những người tôi tin. Và chúng ta cùng nói là mình lấy tên của mình nha, lấy danh của Chúa mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói. Chúng ta cùng nói là ví dụ như tôi tên là Trương Đình Phong thì tôi nói là Trương Đình Phong sẽ bắt rắn trong tay, và Trương Đình Phong nếu uống giống chi độc cũng chẳng là gì, mà hễ Trương Đình Phong đặt tay đi cái đao thì cái đao sẽ được lành. Amen. Amen. Chúng ta cùng sẽ theo tên của mình vô và nói ngay trong giờ này, chúng ta cùng nói 2, 3. Phong sẽ bắt rắn ở trong tay, Phong sẽ uống giống chi độc cũng chẳng là gì, hễ Phong đặt tay đi cái đao thì cái đao sẽ được lành. Amen.
hãy ra khỏi kinh doanh này thì chúng ta mới kinh nghiệm quyền năng của Chúa được. Amen. Amen anh chị em. Amen. Hãy nhờ ơn Chúa và đeo đuổi sự sức giàu. Cảm ơn Chúa. Phải ra khỏi kinh doanh, ra khỏi vòng lẩn quẩn. Và thứ hai là gì? Chúng ta trở lại ở trong sách các vua thứ nhì, là muốn được sự sức giàu họ cần phải làm gì nữa? Bây giờ Kinh Thánh bảo rằng họ đi đến Bethel. Chúng ta cùng đọc với nhau ở trong sách các vua thứ nhì đoạn thứ hai và câu số 2. Chúng ta đọc chung 2, 3. Eli nói với Elise rằng: ta xin ngươi ở đây vì ngài có ba cấp. Elise thưa với người đàn: tôi chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ bằng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lỗi mà thầy. Như vậy hai người đi xuống Bethel. Bethel là gì quý vị? Chúng ta cùng xem lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 28 câu số 18. Sáng Thế Ký đoạn 28 câu số 18. Sáng Thế Ký đoạn 28 câu số 18. Chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị có, quý vị đọc chung với tôi trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 10 đoạn thứ 28 câu 18 19 2 3. Người dậy sớm lấy hòn đá của mình dựng trên, đổ dầu trên chốt đẹp của nó, rồi đặt tên chỗ này là Bethel, còn nguyên cho đến tên là thành Sura. Quý vị thấy cái chữ là tên là Bethel, quý vị thấy cái dấu chua trên đó là chữ Z không? Rồi Bethel ở dưới nghĩa là gì? Bethel là đền hay là nhà của Đức Chúa Trời. Hãy nói người bên cạnh: ra khỏi kinh doanh mà đi đến Bethel. Ra khỏi kinh doanh mà đi đến Bethel. Ra khỏi những sự ganh tị mà đến nhà của Đức Chúa Trời. Ra khỏi tất cả những sự trói buộc của ma quỷ mà đến nhà của Đức Chúa Trời. Đến đền của Đức Chúa Trời. Đến đền của Đức Chúa Trời. Ra khỏi chỗ mà sáng chủ nhật ngủ ngon, đi đến đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúc mừng những con người đã đến đền thờ của Đức Chúa Trời. Vỗ tay lên cái ngày. Nhìn người bên cạnh đó là: bạn là đối tượng để Chúa ban phước. Amen. Bạn là đối tượng để Chúa ban phước vì bạn quyết định đến đền của Đức Chúa Trời. Bạn quyết định đến đền của Đức Chúa Trời, nhà của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ thấy rằng ông Eli là một người thầy. Ông thử Eli sẽ đọc: thôi ngươi ở lại đây đi, đừng theo ta nữa. Ở lại đây đi. Vì sao? Vì ngày nay Chúa sẽ đưa ta lên trên trời rồi. Và ông Elise nói sao? Tôi chỉ Chúa mà tôi nói với ông rằng tôi thề tôi không bao giờ lìa khỏi ông đâu. Và chính Chúa Giêsu cũng thử các môn đồ rằng: ôi người ta bỏ ta, người ta đi hết trơn rồi đó, ta không còn dám theo ta nữa. Bởi vì Chúa Giêsu nói: ai muốn có sự sống thì phải ăn thịt ta, uống huyết ta, thì người đó mới có sự sống. Họ nghe nói ăn thịt uống huyết của Chúa thì họ sợ, họ bỏ Chúa Giêsu và đi hết. Chúa Giêsu quay lại hỏi các môn đệ rằng: người ta bỏ hết ta như vậy, người ta đi về hết trơn rồi, còn các ngươi thì sao? Phi-rơ nói thì sao? Bỏ thầy, con biết theo ai thầy ơi, vì thầy có lời của sự sống. Cuộc đời này mà chúng ta bỏ Chúa ra, không biết mình theo ai nữa, đúng không anh chị em? Bây giờ nó bỏ Hội Thánh, không biết mình đi đâu nữa đó. Đối với anh chị em thì sao không biết, nhưng đối với tôi á, nếu mà không có Hội Thánh á, đời sống của tôi nó trống vắng lắm anh chị em, nó buồn tẻ lắm anh chị em. Và nếu như cuộc đời của tôi mà không có Chúa, nó càng tệ hơn nữa. Cho nên nhờ ơn Chúa, chúng ta quyết định đeo bám sự sức giàu. Amen. Đeo đủ sự sức giàu. Amen. 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 Khao khát sự sức giàu. Amen. Dù đuổi tôi từ công đi hả? Amen. Tôi thấy mấy người bỏ đi, họ không ít lợi gì đó, toàn than phiền với lại trách móc, nó giận hờn vu vơ mà. Còn những người mà đeo đuổi á, họ là tiếp tục càng được phước. Amen. Amen anh chị em. Amen. Chúng ta thấy những con người mà hở cái giận, hở cái giáp phạm, hở cái bỏ đi tới đâu? Làm gì?
mới vô làm công ty này, ông chủ ông rầy cái làm gì vậy, bỏ qua công ty khác, mới làm được đâu 2-3 bữa cái nó cần phải chỉnh sửa, dẫn bỏ qua chỗ kia, rồi đang đi nhà thờ nó bỏ qua chỗ nhà thờ nọ, cái nó bỏ ra riết không không tới đâu mà đâu cả. Hãy nhờ ơn Chúa mà chúng ta cần phải ra khỏi cái chỗ kinh doanh đó. Amen. Ra khỏi cái chỗ mà vợ là hở cái giận, hở cái hờn, hở cái bỏ hội thánh, hở cái là trách mục sư, hở cái trách người này, giận người kia, hết sức giận, đi giận bé nhỏ xíu cũng giận nữa. Không còn đối tượng nữa giận nữa, giận thiên nga chè. Chè ơi. Gì? Tiếc nói gì vậy? Tiếc thương quá, nói gì vậy không? Nhưng mà cho nên Chúa muốn mỗi người chúng ta, Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy đi đến bề tên. Bà cái kinh doanh bỏ ra ngoài đi, amen không? Bà cái dòng lẩn quẩn phạm tội, ăn năn phạm tội làm vòng, hãy bỏ nó đi và đi đến bề tên với Chúa. Và khi có một cái tâm lòng khao khát bám lấy và mong muốn sự sức giàu, dù đuổi tôi cũng bỏ, không tôi không đi, đuổi tôi cũng bỏ nữa, tôi quyết định đeo bám sự sức giàu, đeo bám nguồn phước của Chúa và đi cho đến cuối cùng. Amen. Tôi cảm ơn Chúa trong hội thánh này cũng có những con người mà đôi lúc chúng tôi cũng dùng kinh thánh hoặc là sự góp ý hơi chạm từ ái anh chị em chút, mà anh chị em nói là ôi cảm ơn Chúa, nguyện người công bình đánh tôi là phước. Amen. 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 Nguyện người công bình đánh tôi đó là phước. Xin Chúa ngài giúp đỡ cho mỗi người chúng ta. Eli muốn Elise ở lại đi, đừng đi nữa. Mà Elise nói sao? Không, tôi thề là tôi phải đi theo thầy. Rồi chưa hết đâu quý vị, dữ dội lắm. Nhưng họ đi đến Bethel. Đi Bethel là nhà của Đức Chúa Trời, là nơi mà Chúa muốn chúng ta cần phải đến. Bethel là nơi mà có sự hiện diện của Chúa, mà nơi nào có sự hiện diện của Chúa, nơi đó có phép lạ xảy ra. Amen. Nơi nào có sự hiện diện của Chúa, nơi đó sẽ có dấu kỳ phép lạ xảy ra. Amen. Nơi nào có sự hiện diện của Chúa, nơi đó sẽ có sự tiếp trợ. Amen. Amen anh chị em. Amen. Và cảm ơn Đức Chúa Trời, tôi cũng không ngần ngại nói điều này. Tôi nói Chúa ơi, anh em con vất vả quá. Những con người mà tham gia đi phục vụ cực quá thì ít ra con biết rằng Chúa là đấng ban thưởng cho anh em con rồi, nhưng mà ít ra con gửi anh em con mỗi người được 500 bốn nước chứ, đúng không? Những con phục vụ bây giờ tài chính ở đâu mà ra? Ở trong Chúa luôn luôn có sự tiếp trợ. Cảm ơn Chúa. Những con người phục vụ trong mấy ngày qua đó, anh chị em yên tâm thế nào cũng có. Cảm ơn Chúa. Và có một số người đã có rồi, ai đã có rồi giơ tay nào, những người phục vụ đó. Còn những người chưa có từ từ là sẽ có. Đang này, điều này tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng ở trong nhà của Đức Chúa Trời sẽ có sự tiếp trợ. Amen. Sẽ có sự chu cấp. Hãy nói người bên cạnh, không những đủ mà còn dư nữa. Dư nữa. Không những đủ mà còn dư nữa. Khi lên chỗ nhà một sư Nguyễn Viết Hoàng và bắt đầu người nó phán cầu 1 ngày 3 triệu, 2 ngày 6 triệu, nói là tôi nói ok sao mà chúng tôi không biết tài chính đâu mà có, rồi chi phí hết chuyện này chi phí chuyện kia rồi này nọ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà anh chị em ơi, trong sự hiện diện của Chúa đừng bao giờ sợ thiếu thốn. Amen. Trong sự hiện diện của Chúa đừng bao giờ sự thiếu thốn. Rồi quý vị biết, tôi chúng tôi lấy đức tin mời tất cả các mục sư rồi đoàn về đây ăn bữa. Và quý vị biết đãi nó là gần 20 triệu của tốt, 18 triệu mấy của Hiền ha, mà chưa tính mua này mua đó, nó là cũng hơn 20 triệu. Tiền ở đâu mà ra? Đãi là coi như là 8 bàn rưỡi, rồi này nọ dọ kia đủ thứ hết. Nhưng mà anh chị em ơi, cứ nhờ Chúa, cứ bước đi bởi đức tin đi. Nói người bên cạnh, tài chánh Chúa lo rồi. Tài chánh Chúa lo rồi. Tài chánh Chúa lo rồi. Chúng ta thấy cái buổi tối đó được phước không? Amen. Vui vẻ không? Amen. Mình mời người ta đến mà mình không đãi người ta bữa ăn coi kỳ không anh chị em? Có một số người trước đây họ nhìn mình với một cặp mắt khác, nhưng mà họ thấy mình mời đến đây ăn 6 món đàng hoàng, tráng miệng đàng hoàng, Coca-Cola đàng hoàng, ăn xong còn bị để chúng tôi phục vụ cho anh em salon đứng lau từng cái nhà vệ sinh, bóc từng đôi dép cho họ, ăn xong mời họ lên đây, họ nghe bài giảng là gì mà họ không cần phải tốn cái gì hết.
nói chuyện gì xảy ra cho salon vậy? Salon này có gì vậy? Có ý gì không? Không có ý gì đâu. Như là sao vậy? Dám tin, dám đà, Chúa dám bàn phước. Hãy đến nhà của Đức Chúa Trời. Hãy đến nhà của Đức Chúa Trời. Tối nay quý vị ăn ngon không? Mấy món? Món thứ nhất là món gì? Súp. Thứ hai là? Khai vị ba món. Thứ ba là? Tôm càng chiên. Rồi tôm càng chiên. Rồi thứ tư là? Cơm chiên hải sản. Cơm chiên hải sản. Thứ năm là? Lẩu. Lẩu. Sau sầu riêng rồi trước cây nữa. Ôi sầu quá sao giờ chúng ta bỏ tay người cây ngày nè. Quá chừng luôn. Tôi nói với anh chị em rằng Chúa là đấng chu cấp. Điều tôi muốn nói với mỗi người trong chúng ta, tư tưởng của chúng ta trước đây là ginh ganh, là cái gì làm sao người ta lo cho mình phải không? Và mình làm thì mình được cái gì đây? Đó là tư tưởng của ginh ganh. Nhưng hãy ra khỏi ginh ganh dòng lẳng quẳng đó và đi đến bê tên là nhà của Đức Chúa Trời. Cứ tin cậy nơi Chúa, cứ làm đi, phần còn lại tài chánh là Chúa lo. Nhìn thẳng người bên cạnh nó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Chúa là đấng chủ khắp. Hãy đi đến bê tên. Amen. Bê tên là nhà của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi hỏi bà cho em là ginh ganh là gì? Dòng lẳng quẩn, nhỏ nhặt, tội lỗi, ganh tị, ganh ghét gì đó. Tất cả những ganh ganh. Bê tên là gì? Nhà của Đức Chúa Trời. Nơi đền của Đức Chúa Trời, nơi có sự hiện diện của Chúa. Nơi đó là nơi thánh khiết và đầy vinh hiển. Amen. Lắc vai người bên cạnh nó, hãy đến bê tên nhà của Đức Chúa Trời. Hãy đến bê tên nhà của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hãy đến bê tên nhà của Đức Chúa Trời. Cái này anh định nói và cảm ơn Chúa. Tôi thấy điều lạ lùng vô cùng. Anh chị em biết rằng trong những ngày đó đại hội diễn ra ở tại Hóc Môn, tôi đứng ở trên, tôi dòm xuống và tôi cảm ơn Chúa. Tôi thấy những giọt nước mắt rơi, anh chị em được cảm động, phước hạnh vô cùng. Bao nhiêu người cảm thấy được phước hôm đó? Ngọc có được phước hôm đó không? Có à? Ngọc là bên nhóm si mê đó Việt, bên truyền thống á, mà bây giờ đi theo tôi ra biết là bây giờ là có tu bổ trong thánh linh vô. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn Chúa phước. Tôi thấy cô người ta cầu nguyện với các mục sư ở trên mà dưới đây cô Anh khóc được đó. Khóc mà khóc tung đổ, khóc trong sự vui mừng anh chị em. Tôi thấy nào là Thái An, nào là bé Hân rồi chị ấy, được đụng chạm Chúa tha thiết ngọt ngào vô cùng. Tôi thấy các mục sư hiệp một với nhau, không còn quan trọng là chiếc áo này chiếc áo kia, chức vụ này chức vụ nọ, nhưng mà hết thảy được hòa đồng trong dòng huyết của Chúa. Chúng ta thấy phước hạnh không? Cho nên tạ ơn Chúa. Đó là bê tên đó. Ý tôi muốn đó là bê tên là nhà của Đức Chúa Trời, là chỗ đó. Còn trước khi mình chưa đến bê tên, nó là ginh ganh. Mục sư em chán quá, mấy năm rồi không được nhóm. Rồi ginh ganh như là mục sư đừng có lo cho người này kia không, không lo chứ tổng hội Chúa Giêsu. Rồi chán quá, chắc chuyện này ra khỏi tổng hội Chúa Giêsu. Đó là trước ba cái ginh ganh. Bây giờ bỏ tổng hội Chúa Giêsu đi đâu? Qua chỗ khác, đôi lúc là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi khích lệ mọi người chúng ta trung thành với Chúa và trung thành với lãnh đạo của mình. Không phải là tổ chức ban phước cho chúng ta, nhưng mà sao? Đức Chúa Trời ban phước trên chúng ta. Amen. Cho nên, vâng, câu cuối cùng chúng ta cùng học đó là hãy đi đến Jericho. Rồi chúng ta xem lời của Đức Chúa Trời tiếp tục ở trong sách Các Vua thứ nhì, và chúng ta sẽ xem từ câu 13 trở đi. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Bethlehem đến nói với Elisha rằng, hết thầy rồi, bây giờ tới người gọi người khác quậy nha, anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh ra khỏi anh chăng? Người đáp, phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Đó là cái lời mà Chúa muốn một số người cần phải nói đó. Elisha nói với Elisha rằng, ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đến Jericho. Elisha lại thưa rằng,
Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống của Thầy mà Thầy rằng tôi chẳng lìa khỏi Thầy. Như vậy hai người đi đến Jericho. Quý vị thấy rằng cái bước đường để nhận sự sức giàu, bước đường để mà được nâng cấp á, dễ dàng không anh chị em? Không dễ dàng chút nào. Có bị cản trở không? Các phương thiên gì đồng hành. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng họ đã bị cản trở, họ đã bị bắt bớ, và đã bị cứ như là người, không những là Eli cản trở, mà 50 người khác. Có bao nhiêu người bị một lúc 50 người nó bỏ Chúa đi. Ha. Bỏ Chúa đi, đừng có đi theo Chúa nữa. Đi theo Chúa thế này, thế nọ, thế kia. Bà con nói, dòng họ nói, bạn bè nói, hàng xóm nói, rồi thầy cô nói tùm lum tùm la. Nhưng mà tôi cầu nguyện cho tôi và anh chị em có tinh thần giống như Elise. Amen. Các người ạ, làm thinh đi. Amen. Ta biết rồi. Có một số người nó đừng đi theo đạo đó, đạo có đạo của Mỹ á. Có chừng đi theo là thế này thế kia. Ta biết rồi, các người làm thinh đi. Amen. Amen. Ta cần phải đi theo Thầy, ta cần phải ra khỏi kinh ganh, ta cần phải đi đến Bethen, nhưng mà ta không dừng tại Bethen, nhưng mà ta muốn đến chỗ Jericho. Amen. Hãy nói người bên cạnh, hãy đến Jericho. Amen. Rồi, bao nhiêu người biết Jericho là vụ gì không? Nói về Jericho là nói về phép lạ. Đúng không anh chị em? Đúng không? Jericho là phép lạ. Phép lạ chỗ nào? Cái thành nó to, nó bự như cái nhà vậy nè. Mà dân sự của Chúa thì như thế nào? Vừa rồi cô Vĩ, anh Phú, chị Trang có thấy thành Jericho không? Thấy không? Quý vị xô nổi không? Không bao giờ. Nhưng mà họ đã vâng lời Chúa, họ đi xung quanh như thế nào? Đi đến Jericho, cái này là có sự vâng lời nữa anh chị. Vâng lời cái đi thổi kèn, đi vòng. Và mỗi ngày đi một vòng, rồi đến ngày thứ sáu thì đi bao nhiêu? Tới ngày thứ bảy đi 7 vòng. Và như thế nào? La lên. Thì thành Jericho đã sập đổ. Nói về Jericho là nói về phép lạ. Mà muốn có phép lạ cần phải vâng lời. Muốn có phép lạ cần phải tin nơi lời tiên tri của Chúa. Hành động theo lời của Chúa để chúng ta kinh nghiệm phép lạ xảy ra. Tôi biết mỗi người trong chúng ta, mỗi người đều có một cái Jericho riêng trên đời sống của mình. Cái Jericho là cái cản đường không cho dân sự của Chúa vào trong xứ hứa. Đúng không? Cái Jericho là cái mà làm cho dân sự của Chúa sợ hãi. Cái Jericho là một cái gì đó chướng ngại vật. Mà mình nói sức của mình là thua rồi. Năng đề này đối mình là thua rồi. Không có cách nào cả. Nhưng bây giờ là sao? Họ muốn cho nó thành Jericho sụp đổ để dân sự của Chúa vào trong xứ hứa thì gì? Trước tiên là ông Joseph phải nghe được tiếng của Chúa. Thứ hai là truyền xuống cho dân sự. Các thầy tế lễ làm chi? Nghe những lời của người giảng dạy hay là người lãnh đạo của mình, nghe những lời như mục sư của mình thì sao? Các thầy tế lễ như thế nào? Vâng lời và làm theo. Trong hội thánh muốn được phục hưng, trong hội thánh muốn được phước hạnh, cái người lãnh đạo như Joseph cần phải nghe được lời của Đức Chúa Trời. Chúng tôi nghe được lời của Đức Chúa Trời qua mặt Khải giấc mơ 5 năm về trước. Bắt đầu tôi vâng theo lời của Chúa. Amen. Tôi truyền xuống cho anh chị em trong salon. Anh chị em đã nghe lời của Chúa và anh em đồng một lòng lên. Kẻ thì in bản, người thì chạ, người thì sốt, kẻ thì bưng ghế, kẻ thì treo bảng, làm đủ thứ hết. Phép lạ đã xảy ra. Amen. Phép lạ đã xảy ra. Amen. Phép lạ đã xảy ra. Amen. Làm cho cái thành Jericho có sự sợ hãi. Amen. Cái Jericho của sự bất mãn, cái Jericho mà chuẩn bị chia rẽ, cái Jericho mà làm cho dân sự của Chúa ngã lòng đã bị sụp đổ trên hóc môn trong 2 ngày qua. Amen. Chúng ta sẽ có thấy điều đó không? Amen. Có phải tôi nói hơi quá đáng không? Nhưng mà đó có phải là sự thật đã xảy ra chưa? Amen. Xảy ra rồi. Cái Jericho đó đã được sụp đổ khi dân sự của Chúa nghe vâng lời và làm theo. Quý vị có muốn rằng hội thánh đâu quý vị chăn dắt được kinh nghiệm phước hạnh của Chúa không? Amen. Quý vị có muốn gia đình của mình kinh nghiệm những dấu kỳ phép lạ của Chúa không? Amen. Chúng ta còn nói là nghe lời Chúa, nghe lời Chúa, tin vào lời Chúa, tin vào lời Chúa, hành động theo lời Chúa, hành động theo lời Chúa, phép lạ sẽ xảy ra, phép lạ sẽ xảy ra. Amen. Và Jericho dù nó kiên cố, nó to cỡ nào,
Nhưng mà Chúa muốn cho nó sạch thì bắt buộc nó phải sạch. Amen. Yeah. Amen. Dù cái Jericho trên đời sống của chúng ta, hoặc là cái Jericho trong một cái năng đề, hay là trong cuộc sống, trong sức khỏe, trong tài chánh hay cái của chúng ta nó to thế nào, nhưng mà nếu Chúa muốn nó sạch thì bắt buộc nó phải sạch. Amen. Dù sức chúng ta không đủ nhưng mà sức của Chúa thì dư. Amen. 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 Sức của chúng ta không đủ nhưng mà sức của Chúa thì dư. Salom chúc ép vậy mà sao dám tổ chức những chương trình được. Nhưng tôi cầu nguyện cho anh chị em, tôi đang thách thức anh chị em ngày 25 tháng 12 nữa đó. Amen. Tôi đang thách thức với anh chị em. Không phải cái lùi cùi lũi của bạn, nhưng nhờ Chúa trường ra. Amen. 30 bàn. Amen. Amen. Tiền đâu có dựng đổ nợ một sự. Tiền đổ nợ thầy. Rồi làm gì sao? Hãy tin rằng Chúa là đấng duy nhất. Hãy tin rằng Chúa là đấng lo liệu. Amen. Amen anh chị em. Amen. Tôi kể một con người thôi mà tôi không nói rõ tên. Tôi không nói. Trước đây lại gặp chúng tôi là thầy cầu nguyện, hay là một sư cầu nguyện cho vợ chồng em nợ rồi, khổ rồi. Rồi sau một thời gian chắc kiểu này chia tay đó. Sau một thời gian nó chắc kiểu này vô tù quá. Nhưng mà chúng tôi cứ cầu nguyện, đừng nói là tiêu cực, cứ công bố đây. Nhưng mà chính con người nó mỗi lần tôi đi công việc, họ là người tài trợ, tài chánh cho tôi. Anh chị em thấy như thế này. Anh chị em thấy như thế nào? Có ly một mình đó. Nhưng mà tôi cầu nguyện cho họ không phải dừng tại đó mà còn hơn thế nữa. Amen. Hơn thế nữa. Mục sư, dẫn anh em đi ăn cơm trưa đi. Tôi chịu cho. Tôi nói, cam đô không làm có gì hết. Amen. Amen anh chị em. Amen. Nguyện xin Đức Chúa Trời tiếp tục đổ xuống để qua đó mà danh của Ngài được vinh hiển càng hơn. Amen. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Amen. Jericho phải sụp đổ. Amen. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ thấy rằng thêm một sự cám dỗ nữa. Các môn đồ của những tiên công có số 5 ra đây. Các môn đồ của tiên tri ở tại Jericho đến gần Elise và nói với người rằng: anh có biết rằng ngày nay Đức Sơ-va sẽ cấp thầy của anh ra khỏi anh chăng? Người đáp: phải, ta biết các ngươi, hãy làm tin đi. Elise nói, Eli nói với người rằng: ta xin ngươi ở đây vì Đức Sơ-va sai ta đến Giô-đan. Wow. Hãy đi đến Giô-đan. Giô-đan là nơi nguồn nước được rẽ ra. Amen. Giô-đan là nơi được báp têm, được tái sanh và được đổi mới. Giô-đan là nơi Chúa Giê-xu đến để chịu báp têm. Và Giô-đan cũng là nơi mà lưỡi rìu được chìm, được nổi lên. Giô-đan là một cái điều mà Chúa khiến cho dân sự của Chúa đi ngang qua như đi trên đất khô vậy anh chị em. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con khao khát đến Giô-đan để kinh nghiệm phép lạ. Con muốn đi đến Giô-đan để kinh nghiệm phép lạ. Hãy đi đến Giô-đan để kinh nghiệm phép lạ. Và cảm ơn Chúa. Elise thưa rằng: tôi chỉ Đức Sô-va hàng sống và chỉ bằng sóng tay mà thề rằng tôi chẳng lìa khỏi thầy. Như vậy hai người đi với nhau. Cảm ơn Chúa. Câu số 7 ra đây. Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo. Đứng cách xa đổ ngang Giô-đan. Rồi đi đến Giô-đan rồi nha. Sẽ kinh nghiệm phép lạ nào. Còn Eli và Elise đứng trên mé sông. Cảm ơn Chúa. Eli bèn lấy áo tơi mình cúng lại, đập xuống nước, nước bèn rẽ ra làm hai. Wow. Nếu mà bỏ cục nửa chừng thì có kinh nghiệm phép lạ này không? Không. Amen. Nói người bên cạnh đều đủ sự sức giàu cho đến cuối cùng. Đều đủ sự sức giàu cho đến cuối cùng để chúng ta kinh nghiệm phép lạ của Chúa. Amen. Hallelujah. Và cảm ơn Chúa, họ đã đeo ông Elise, đã đeo đuổi thầy của mình, đeo đuổi sự sức giàu, hay là trung tín với Chúa, đi theo với Chúa, thì cuối cùng họ đã thấy rằng nước đã rẽ là làm hai khi áo tơi đập xuống. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng: hãy xin điều người muốn ta sẽ làm cho người. Wow. Thấy chưa quý vị? Hồi nãy mà đuổi về mà nghe lời bỏ về là thua rồi. Bám theo thấy nước rẽ ra chưa hết. Bây giờ ngươi muốn ta làm gì cho ngươi đây? Elise thưa rằng: nguyện xin thần của thầy cảm động tôi bội phần A là dầu của thầy đổ trên tôi gấp đôi lần, quyền năng dấu kỳ phép lạ đổ trên tôi gấp đôi. Amen. Eli nói với người rằng: ngươi xin một điều khó vậy.
ta được giàu như vậy là quý lắm rồi. Chúa cho ta cho ta sao ta có được. Mà bây giờ tự nhiên ngươi xin giàu ngươi gấp đôi. Có người nói là con khao khát cái nhà của con gấp đôi nhà của thầy Phong. À, được được. Nếu quý vị tin, amen. Được. Không việc gì là khó đối với Chúa. Này có bốn quý vị xin con trong mong là cái nhà con tám đi. Ở đây có năm quý vị xin mười đi. Ủa tám mười tầng cũng ngon đấy nha. Đúng không? Chiều dài đây là 21 có nghĩa là 42 8 10 tầng cũng ngon đấy nha. À, ngươi xin điều khó nhưng mà nếu ngươi tin thì ngươi sẽ thấy. Kinh Thánh nói như vậy mà. Nhưng mà lúc chỗ đó tôi nói tôi thấy một số người chưa dám tin, nhưng bây giờ tôi đọc lại lời của Chúa thì quý vị có tin không nha. À, câu số 9. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elisera, hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elisera thưa rằng, nguyện xin thần của thầy cảm động tôi bổ phần. Elisera nói với người rằng, ngươi cầu xin một sự khó, xong nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được. Wow. Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau, kìa có một cái xe lửa và người lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Elise nhìn thấy bèn la lên rằng, cha tôi ơi, cha tôi ơi, là xe và lính kỵ của Israel. Đoạn Elise không còn thấy người nữa. Rồi người nắm áo tơ mình và xé ra làm hai mảnh. Wow. Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi cầu nguyện cái sự sức dầu của Chúa đổ trên mỗi người trong chúng ta, gấp đôi những người mà chúng ta đang khao khát. Amen. Gấp đôi những người thầy mà chúng ta đang theo nữa. Amen. Chúa sẽ làm điều đó khi mà chúng ta có sự trung tín. Chưa hết câu số 13. Elise bèn lái áo tơi mình đã ở nơi mình. Eli rớt xuống á, ở lấy cái áo tơi của Eli rớt xuống nơi ông á. Ông trở về đứng tại bên mé sông Jordan á. Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình. Eli rơi xuống đập nước và nói rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra làm hai và Elise đi ngang qua. Wow. Wow. Ông lấy cái áo tơi của thầy của mình đã rớt xuống ông. Và ông làm gì? Ông đập xuống là Đức Chúa Trời của Eli đâu? Ông đập có phong một hai. Là sao? Nước rẽ ra làm hai. Sự sức dầu của Eli đã rớt xuống Elise. Khi nào? Khi ông có sự khao khát sự sức dầu. Khi nào? Khi ông có sự trung tín. Khi nào? Khi ông quyết định rời khỏi Gilgal. Khi nào ông quyết định đi đến Bethel. Khi nào ông qua Jericho và đi đến nào? Đến nơi Jordan để kinh nghiệm dấu kỳ phép lạ. Amen. Và cảm ơn Chúa. Sau đó chúng ta biết rằng các dấu kỳ phép lạ của Elise làm tất cả đều gấp đôi Eli cả. Amen. Mỗi dấu kỳ phép lạ, nào là gấu xé, nào là Eli, những gì mà Eli đã kinh nghiệm tại đàn bà góa sao, Elise kinh nghiệm còn hơn thế nữa. Và Elise đã kinh nghiệm vấn đề mà là xây trụ rồi, rửa rìu rớt rồi. Nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra quá chừng. Khi nào? Khi Elise có sự khao khát dầu của thầy của mình đổ trên đời sống mình. Chúa Giêsu đã từng phán, nếu ngươi tin ta thì ngươi sẽ làm việc ta làm và làm việc lớn hơn nữa. Amen. Vì ta đi về cùng cha. Cho nên trong giờ này mỗi người chúng ta đứng lên mà nói, Chúa ơi, xin Ngài giúp cho con đeo đủ sự sức dầu của Chúa. Đeo đủ sự sức dầu của Chúa. Chúng ta còn lớn tiếng cầu nguyện ngay trong giờ này. Chúa ơi, hãy giúp cho con đeo đủ sự sức dầu của Chúa. Hãy đeo đủ sự sức dầu của Chúa ngay trong giờ này. Hãy đeo đủ sự sức dầu của Chúa. Đeo đủ sự sức dầu của Ngài. Hallelujah. Chúng ta cầu nguyện mạnh mẽ ngay trong giờ này. Nói, Chúa ơi, xin thần của Ngài đổ trên con một cách bội phần, gấp đôi lần. Hallelujah. Con khao khát
sự sức giàu đổ đầy trên đời sống của con. Chúa ơi, hallelujah, đeo đuổi sự sức giàu, bám lấy sự sức giàu theo thầy của mình. Con cảm ơn Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, hallelujah. Quý vị tin thì quý vị nói theo tôi nè. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời của Eli cũng là Đức Chúa Trời của Elise, Đức Chúa Trời của Elise cũng là Đức Chúa Trời của Hội Thánh Salom. Chúa Giêsu ơi, Ngài hứa với con rằng, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ được mở. Hãy trong giờ này, con xin Chúa đổ đầy dầu của Ngài, đổ đầy quyền năng của Ngài trên đời sống của con, để con hầu việc Ngài. Vì Chúa phán với con rằng, ai tin ta thì làm việc ta làm, và làm việc lớn hơn nữa. Chúa Giêsu ơi, con khao khát, con làm việc lớn hơn nữa, làm việc lớn hơn nữa, lớn hơn nữa, lớn hơn nữa, lớn hơn nữa. Và trong danh Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh ơi, đổ đầy dầu của Ngài trên đời sống của con. Con khao khát, bơi lội trong Đức Thánh Linh, chìm ngập trong Đức Thánh Linh, vận hành trong ân tứ Thánh Linh, đi trong sự sức dầu của Ngài. Con cảm ơn Chúa, con thành tâm và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.